Bát Nhã Tâm Kinh, Vạn Ngữ, Vaikavati Prajnaparamita Kaya, Tạng Ngữ, Xuất Hữu Hoại Mẫu Hệ Đá Vị Mạng Tâm Kinh Một Quyền. Tôi nghe như vậy, và một thời Đức Thế Tôn ở tại Bồ Liên Thứ, nơi thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng cô hồn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập đa pháp định gọi là trình niệm thức thâm. Cũng ngay khi ấy, Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại hoàn toàn quán thấy thánh thâm hạnh nguyện đáo vị nhạc và hoàn toàn quán thấy các quần cũng đều không tự tánh. Sau đó, Nương Oai Thần Phật, Trường Giả Xá Lợi Phất thỉnh vấn Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại, bất kỳ thiện nam nào muốn hành thâm hạnh nguyện đáo vị nhạc thì nên tu học như thế nào? Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại đã hỏi Trường Giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, bất kỳ thiện nam hoặc thiện nữ nào muốn hành thâm hạnh nguyện đáo vị nhạc thì nên hoàn toàn quán như thế này. Nên hoàn toàn toàn tránh quán năm uẩn cũng đều không trực tánh. Sắc là không, tánh không là sắc, sắc không là pháp tánh công, tánh công cũng không là pháp sắc. Tương tự, thọ tưởng hình thức là không. Xá Lợi Phất, tương tự như thế, tất cả các pháp là tánh không, không có tánh tướng, không sanh, không diệt, không có dơ, không có ly dơ, không có giả, không có đầy. Xá Lợi Phất, vì thế cho nên không có sắc trong tánh không, không có thọ, không có tưởng, không có các hành, cũng không có tục, không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt, không có thân, không có ý, không có sắc, không có âm thanh, không có hương, không có vị, không có sức, không có pháp. Từ không có nhãn giới cho đến không có ý giới, cho đến cũng không có ý thức giới, không có vô minh, từ không có tận vô minh cho đến không có giả chết, cũng không có tận giả chết. Tương tự, không có khổ tập diệt đạo, không có bản trí, không có đắc, cũng không có không đắc. Xá Lợi Phất, vì vậy chư một vị Bồ Tát không có đắc, do đó trụ và đương vào nguyện đạo vị mạng, tâm không có chướng ngại và không có kinh hãi, nhưng cực kỳ siêu thoát điên đạo, đạt đến cứu cánh niết bàn. Tất cả chư Phật viên trụ ở ba thời cũng nương cao nguyện đạo vị mạng thành Phật vô thượng chánh đẳng chính giác. Vì vậy nên biết thần chú nguyện đạo vị mạng là thần chú đại minh, là thần chú vô thượng, là thần chú đồng bực với không đồng bực, là thần chú bắt trừ tất cả đau khổ, vì không hư dấu nên chân thật, do đó thuyết thần chú nguyện đạo vị mạng. Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nên học sâu nguyện đạo vị mạng như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định đàn thán Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại. Lành thay này thiện nam đúng thật như thế, thiện nam đúng thật như thế, nên hành sâu nguyện đạo vị mạng như lời ông ấy thuyết, khiến chư Như Lai cũng đều hoan hỉ. Thế Tôn dạy thế xong, Trường Giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại cùng tất cả chúng hộ thế gian giả, thiên nhân phi nhân cảm thán bà thầy đều hoan hỉ, hiện tiền tán thán lời Phật dạy, chấm dứt thành Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh, Vạn Ngữ, Vaikavati Prajnaparamita Kaya, Tạng Ngữ, Xuất Hữu Hoại Mẫu Hệ Đá Vị Mạng Tâm Kinh Một Quyền. Tôi nghe như vậy, và một thời Đức Thế Tôn ở tại Bồ Liên Thứ, nơi thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng cô hồn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập đa pháp định gọi là trình niệm thức thâm. Cũng ngay khi ấy, Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại hoàn toàn quán thấy thánh thâm hạnh nguyện đáo vị nhạc và hoàn toàn quán thấy các quần cũng đều không tự tánh. Sau đó, Nương Oai Thần Phật, Trường Giả Xá Lợi Phất thỉnh vấn Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại, bất kỳ thiện nam nào muốn hành thâm hạnh nguyện đáo vị nhạc thì nên tu học như thế nào? Đại Bồ Tát Thánh Giả Quán Thế Âm Quán Tự Tại đã hỏi Trường Giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, bất kỳ thiện nam hoặc thiện nữ nào muốn hành thâm hạnh nguyện đáo vị nhạc thì nên hoàn toàn quán như thế này. Nên hoàn toàn toàn tránh quán năm uẩn cũng đều không tự tánh. Sắc là không, tánh không là sắc, sắc không là pháp tánh công, tánh công cũng không là pháp sắc. Tương tự, thọ tưởng hình thức là không. Xá Lợi Phất, tương tự như thế, tất cả các pháp là tánh không, không có tánh tướng, không sanh, không diệt, không có dơ, không có ly dơ, không có giả, không có đầy. Xá Lợi Phất, vì thế cho nên không có sắc trong tánh không, không có thọ, không có tưởng, không có các hành, cũng không có tục, không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt, không có thân, không có ý, không có sắc, không có âm thanh, không có hương, không có vị, không có sức, không có pháp. Từ không có nhãn giới cho đến không có ý giới, cho đến cũng không có ý thức giới, không có vô minh, từ không có tận vô minh cho đến không có giả chết, cũng không có tận giả chết. Tương tự,
không có khổ tập diệt đạo, không có bản trí, không có đắc, không có không đắc, xá lợi phất. Vì vậy chư Bồ Tát Bồ Tát không có đắc, do đó trụ và nương vào Bồ Tát Bồ Tát, tâm không có chướng ngại và không có kinh hãi, nên cực kỳ siêu thoát điên đạo, đã đến vô cái niết bàn. Tất cả chư Phật cung trụ ở ba thời cũng luôn cao huệ đáo vì mạn, thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy nên biết thần chú huệ đáo vì nhạt là thần chú đại minh, là thần chú vô thường, là thần chú đồng bực với không đồng bực, là thần chú vạn trường tất cả đau khổ, vì không như giới với chân thật, do đó thuyết thần chú huệ đáo vì nhạt. Xá lợi phất, đại bồ tát nên học sâu về các vị là như thế. Bây giờ được Thế Tôn xuất hiện tán thán đại bồ tát thánh giả và thế âm phật bồ tát. Lành thay này kiến na đối thật như thế, thiện na đối thật như thế, nên hành sâu về đạo vị là như lời có nói trước, khiến chư như lai cũng đều an nghỉ. Thế Tôn dạy thế xong truyền giảng xá lợi phất, đại bồ tát thánh giả và thế âm phật tự tại cùng tất cả chúng của thế gian giả, thiên nhân phi nhân cản thất bà thầy đều an nghỉ. Hiện tiền tán thán lời Phật dạy, chấm dứt thành Bát Nhã Tâm Kinh.